Và chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với cả game đấu quyết định của cặp đấu này trên trung màn hình của chúng ta, đó chính là game thủ rớt Kizua, người vừa chiến thắng ở trong game đấu thứ hai vừa rồi. Và đối thủ anh ấy trong trận đấu lần này đó chính là game thủ SF Berserker, và caster card cùng tôi trận đấu này đó chính là anh SF Taxi. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Và chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của Pfizer sau một mấy phút nghỉ ngơi. Pfizer, em có thể nói sơ qua gì về trận đấu này khi em xem hai game vừa rồi? Vâng, em sau khi mà xem qua hai cái game đấu vừa rồi, vâng, em cũng đã được theo dõi hai game đấu vừa rồi, thì em thấy rằng là trong game đấu thứ nhất thì em thấy là Berserker phòng thủ rất là tốt ở trong cái game đấu thứ nhất và đã phòng thủ được bên Linh lao, và chúng ta thấy là có ba Fog Field rất là đẹp chặn hoàn toàn bên Linh ở phía bên ngoài. Và sau khi mà pha bên Linh bớt đó không thành công cho nên Kizua đã phải quay trở về Marco, nhưng mà thực sự là đã là quá muộn rồi, tại vì Berserker đã có quá nhiều vơ đầy cho cái trận đấu thứ nhất. Đến cái trận đấu thứ hai, và trận đấu thứ hai thì chúng ta có thể thấy dễ dàng đó chính là Berserker đã bị hơi thụt lùi so với cả đối thủ một chút khi mà Kizua sau khi mà scout được mỏ của anh ấy này, scout được mỏ 3, sau đó lại còn scout được cả quân đội của Berserker và đã có một pha Juggling Rush rất là thành công, phá toàn bộ mỏ 3 rồi sau đó lại bắt được cả một đàn Sentry đi lạc nữa. Như các bạn thấy là cái lúc thời điểm đó là Berserker chỉ có 3 Sentry, 3 4 Sentry đó, mà hình như là em nhớ không nhầm là đầy energy luôn đấy, và không còn đủ đủ để mà Fog Field bảo vệ mỏ của thứ hai của mình nữa, cho nên là game game đầu đó chúng ta thấy là Kizua chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Vậy thấy là anh vẫn thấy là ở game thứ hai Berserker đã khá là chủ quan khi mà đã cho quân mình đi ra ngoài quá nhiều. Anh em nếu như đã thấy một đàn Zergling như thế ở mỏ 3 thì nên Sentry nên ở lại ở mỏ 2, thủ chắc ở mỏ 2 hơn là kéo ra mỏ 3 đến nỗi bị mất 3 Sentry và không có gì để phòng vệ ở mỏ 2 cả. Và đấy thì một đàn Zergling với 60 con Zergling đã tràn vào. Quá là khá là lỗi rất là nghiêm trọng của Berserker ở game thứ hai. Và đúng vậy. Như bình thường nếu như mà các em cũng chơi Protoss mà em nhìn thấy Zergling đông như vậy mà em chỉ có 3 Sentry thì em cũng sẽ không bao giờ em put put quân của em của đưa ba ba Sentry của em ra ngoài cả. Đúng vậy. Và nó là một lỗi lầm khá là nghiêm trọng của Berserker trong game thứ hai và dẫn đến sự thất bại của Berserker. Tuy nhiên là có thể Berserker đã rút được kinh nghiệm và sang thứ game thứ ba này chúng ta sẽ thấy một sự trở lại của Berserker. Và em cũng hy vọng vào điều đó, và có lẽ chúng ta phải quay trở lại với cả cái game đấu lần này. Hiện nay game đấu thứ ba, game đấu quyết định này của Berserker và Kizua thì diễn ra ở trên map Whirlwind, như các bạn đã thấy một cái map rất là rộng như này, và Protoss có vẻ là có lợi thế khá là lớn ở những cái vị trí như kiểu là đặt ẩn ẩn, có thể là đặt Proxy Pylon hoặc là Hidden hai chiếc Expand. Link của Kizua đã chạy vào nhà của Berserker, tuy nhiên là rất là may là Kanon vừa hoàn thành xong đã thế diện được một Zergling rồi. Vâng, và ở trận đấu lần này thì Kizua đã tiến hành ăn mỏ 3 từ khá là sớm. Sau khi mà mỏ thứ nhất à mỏ thứ hai hoàn thành thì để bắt đầu ăn luôn cả mỏ thứ ba nữa. Chúng ta thấy là cái con probe của Berserker đang đi một cái cung đường à đây là đang đi scout thôi bạn. Berserker là đang đi scout mỏ, vẫn chưa phát hiện ra mỏ của đối phương. Và quay trở lại anh nói chút đó là Berserker sau khi đã được truyền đạt kinh nghiệm bởi Yellow game thủ vàng của chúng ta thì anh đã thấy rằng cái trình độ PvZ của Berserker đã lên khá là nhiều, và ở vòng loại Berserker đã gặp đến 3 game thủ Z ở vòng loại. Vâng, đúng vậy. Ờ, thế Sau sau một cái tuần trước khi thi đấu VSL, trước khi thi đấu vòng loại VSL thì Berserker đã có tham gia thi đấu luyện tập cùng với cả team team A của team A đấy, team A của team SF, cho nên là có vẻ là đã học được khá là nhiều build của vàng, và cho nên là ở vòng bảng anh rất dễ dàng có thể vượt qua toàn bộ rớt ba con rớt và ba con rớt của bảng của anh ấy. khi mà anh đã nhìn thấy cái bảng của Berserker thì anh đã lập tức là phải rú lên, tại vì Berserker gặp đúng một cái map mạnh nhất, ba con giết và không có gì có thể nói được nữa, và Berserker mới chỉ trở lại được một khoảng thời gian rất là ngắn.
Vâng, và hiện nay trong trận đấu lần này thì Berserker đã có một Stargate trong mình. Anh ấy đang bắt đầu warp ra cái con Vray đầu tiên thưa các bạn. Vâng, Vray sẽ là sự anh ấy sẽ sử dụng Vray để mà làm key unit trong trận đấu này. Và hiện nay chúng ta thấy là Zergling của Kizua đang bắt đầu di chuyển. Anh Tùng chắc là cũng có theo dõi, chắc chắn là cũng đã theo dõi những cái trận đấu của Kizua ở trong giải đấu trước. Thì em có một cái nhận xét là Kizua rất thường xuyên sử dụng Zergling phải không anh nhỉ? Đúng rồi, Hinzua sử dụng rất là nhiều Zergling và sử dụng Zergling khá là đông vì anh cảm thấy như là Hinzua đang mong chờ một cái sự phòng thủ chủ quan của Berserker và tràn Zergling vào lúc nào cũng vậy, khi Vâng, mà mà bây giờ chỉ cần thấy quân đội của Protoss đi ra ngoài thôi là lập tức một đàn Zergling ao vào. và chúng ta thấy hiện nay thì Kizua đã bắt đầu có những Bailing Net cho mình rồi, và anh ấy đang móc vào thêm 24, vâng 24 rất linh, cùng với đó là 12, vâng 13 bên linh đang được pop ra ở vị trí mỏ ở đây. Vâng, lại thêm một pha banner link nữa, tuy nhiên là hơi khác một chút là lần này là ba mỏ, nhưng lần này thì rất nhiều banner link Vâng. và có vẻ Kizua đã rút kinh nghiệm ở game đầu thứ nhất khi mà 8 banner link đã không thể phá được bất kỳ một cái công trình nào của Berserker. Và bây giờ thì vâng, những quả bom di động của Jack đã bắt đầu tràn vào. Vâng, phóc phiu rồi, Và phóc phóc phiu phiu được rất đây. hay. Và bên nổ 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 bên Linh nổ nốt hai căn nhà này này. Phiu lần nữa không, nhà ghế người đã bị tiêu diệt và bây giờ thì Jack Linh đã tràn vào. Vâng, bên linh đang lao vào, đã phá xong được cái nhà co rồi, đã phá xong cả gateway rồi, và bây giờ rất Linh Linh đang lao vào vào. mỏ hai rồi, bờ 30 Jack Linh nữa đang được mốt ra. Vâng, và hiện nay thì vị trí mỏ 3 của Berserker đã cancel rồi, và bây giờ Zerglings đã tràn vào bên trong mỏ. Vâng, Nexus đã chuyển sang bô tông Overtrack rồi. Berserker đã có photon Overtrack. Vâng, rất rất may. Tuy nhiên là một Zerglings đã chạy lên trên được rồi và tiền của Protoss đã lên đến 2000 rồi. Vâng, Vâng, Proton được. lần này lại thêm một đàn Zerglings nữa, đàn Zerglings thứ hai đã tràn vào. Đàn Zerglings thứ hai đã tràn vào. Đã tràn vào rồi thưa bạn, đã tràn vào rồi. Và vâng, rất may. Vâng, giữ gateway không mua được. Vâng, người đã không mua kịp được rồi. Vâng, vẫn còn kẽ hở. Bây giờ thì Zergling đã tràn lên mỏ 2. Tuy nhiên là đã có 3 Zerg được móc ra để phòng thủ, quát ra để phòng thủ. Vâng, vòi này đang hỗ trợ phòng thủ rất là tốt thưa các bạn. Vâng. Vâng, vâng. Và Berserker đã win mỏ rồi. Win đã Berserker đã win xong cái mỏ này. Tuy nhiên là hiện nay Kizua đang có thêm 26 Zergling đang được chuẩn bị được móc ra. Vâng, Zergling di chuyển như này. Chúng ta thấy Zergling này di chuyển rất lông nhông ở như ở trên mặt bản đồ của chúng ta. Rất nhiều Zergling. Vâng. Với kiểu đánh chiến đất này thì gây áp lực rất lớn lên Protoss. Tuy nhiên nếu như Protoss đánh phòng thủ một cách cẩn thận thì chính người Jack mới là người bị out về Marco và có thể dẫn đến những thất bại về đánh Marco đối với cả Protoss. Bây giờ thì rằng Berserker đã tự tin đi ra ăn mỏ 3. Vâng, anh hết sức tự tin đi ra mỏ 3. Rất nhiều banner link lại được mốt ra nữa, banner link nữa. Rất nhiều. Và chúng ta thấy hiện nay 22, là tầm nhìn của Kizua. 22 con Banderling. Và hiện nay tầm nhìn của Kizua không hề có phát hiện ra là đối thủ Berserker đã ăn mỏ 3 rồi. Và bây giờ bên Linh và Zerglings đang lao vào. Zerglings, bên Linh. Vâng, so many bên Linh. Dứt quả bom rơi di động là phi vào và có phóc phiu không? Không phóc phiu, phá được pylon rồi, phá được pylon rồi, phá được cả gateway rồi. Vâng, lại giao lao bên trong rồi. Tôi không, anh không hiểu. Vâng, đã phi rất nhiều giờ rồi. Rất nhiều Zergling đang được phi vào nữa. Mất canon rồi. Kizua đánh rất ổn định. Quá nhiều Zergling. Vâng, mới chỉ có 3 di lọt ở đây để phòng thủ mà thôi. Vâng, Zergling đã tiếp tục tràn vào bên trong. Vì hiện nay là nên là mỏ 2. Vâng, hiện nay là main bay lại còn đã có 3 4 Zergling ở ở bên trong rồi. Và vâng, dự lại Zergling lại tiếp tục lao vào bên kéo trong. Hết cả probe đi rồi. Tuy nhiên là có thể thấy là Nexus được photon chạc và đã rất là nguy hiểm. Phòng thủ rất là hiệu quả. Vâng, đã có thêm được. một một gate và một pylon lại nữa. Zergling nữa. Vâng, lại lại hở vào. Lại hở thưa các bạn, lại hở cái vị trí này, Zergling lại tràn được vào. Vâng, quá nhiều Zergling. Vâng, bây giờ thì Kizua đánh quá ổn lên rồi. Anh ta không định đi lên một bất kỳ một unit nào khác hay sao? Vâng, lúc này thì Protoss thì bắt đầu đã hết tiền rồi, anh ta đã từ xin lỗi Berserker. Vâng, lại mất gateway rồi, lại mất thêm một cái gateway nữa ở phía bên ngoài rồi. Bây giờ cái gateway kia thì bạn đã mất đi siêu rồi, và bây giờ cái gateway thứ này thì đang được tiến hành xây lại mà thôi. Hiện nay mỏ 3 cho Protoss của chúng ta vẫn chưa tiến hành khai thác, vẫn đang nằm trình hình ở đây mà thôi. Có 3 cái gate này ở bên ngoài chưa được warp đây này, chưa được chuyển sang trạng thái warp gate này.
Vâng, rất may Berserker có lẽ là nên chuyển sang trạng thái warp ngay và bây giờ có thể là tiến hành mob ra rất nhiều sentry để có thể phòng thủ ngay bây giờ. Anh ấy đang có rất nhiều ga, rất nhiều mirror. À không, không nhiều mirror nhưng mà số lượng mirror này đủ để warp ra đến bao nhiêu đây? 6 7. Vâng, vâng, đến tận 7 con sentry cơ thưa bạn, 7 sentry thì fog field của bạn tẹt luôn. Và bây giờ thì Jack đã quyết định đổi chiến thuật, anh Kinzua đã quyết định lên nhà spy, có vẻ như là sẽ là Muta rồi. Và sau khi sau những màn Bailing Bird không thành công thì đó chính là Muta thưa bạn. Muta ở trên cái map này cũng rất là nguy hiểm khi mà nó có rất nhiều những cái vị kế trí lùm cây như thế này, để có thể là trốn. Muta trốn ở đây thì rất là hiệu quả thưa bạn. Bây giờ thì quân đội của Berserker, anh có định tiến ra ngoài hay không? Vâng, với lực lượng một Zeppelin sẽ chạy lên mỏ 3 và sẽ phát hiện rằng Berserker đã ăn mỏ 3. Bây giờ thì đàn Zeppelin này sẽ làm gì đây? Kinzo sẽ làm gì đây? Vâng, Zeppelin di chuyển ngay vào mỏ 3 rồi. Quân đội của Berserker cũng chạy xuống để phòng thủ mỏ 3. Tuy nhiên là không biết là có thể cứu kịp cái Nurserk này không? Và tốc độ này tôi nghĩ không kịp rồi, tốc độ này tôi nghĩ chắc chắn là sẽ không kịp rồi. Vâng, và bên vâng, đang lao rồi, vâng, đang lao nhưng mà vâng, không kịp rồi, mất rồi. Một cái Nexus đầy energy. Tuy nhiên là tiêu diệt một đàn Zeppelin lớn như thế này cũng không sao. Mất một đòn Nexus cũng không thiệt hại gì nhiều lắm. Và tuy nhiên là hiện nay Berserker đã bị supply cap rồi thưa các bạn, đã tỏ lòm rồi. Anh cần phải đặt thêm một cái pylon nữa ngay bây giờ, nếu không là sẽ supply cap rất lâu. Đội của Protoss đông hơn hẳn, phải gần gấp 3. Tôi xin lỗi, gần gấp đôi quân đội của Kinzua. Farm bây giờ đã là 112 rồi, chênh lệch rất nhiều. Bây giờ thì Kinzua đã chuyển sang Muta. Vâng, đã có Muta rồi. Muta đã bắt đầu di chuyển sang vị trí mỏ 2 của Protoss, không ý nghĩa là phòng thủ ở đây cả. Và Muta... Không, Muta... Vâng, bây giờ thì... Nào, Muta anh đã gặp sự chống trả của Voidray rồi... Stalker... Vâng, thêm Stalker được mốt ra, của Gat ra. Vâng, Muta lại phải bay về rồi, lượn vòng vòng thôi. Bây giờ lại bay xuống mỏ 3, vâng, rất khó chịu, Muta rất cơ động. Bây giờ lại một đám rất linh tràn vào mỏ 3. Vâng, deny mỏ 3 của Berserker rất nhiều. Vâng, Berserker phải cancel rồi. Và như chúng ta thấy hiện nay là Zerg đang bắt đầu nâng cấp cộng 1 attack cho không quân của mình, cùng với đó nâng cấp thêm cả tốc độ cho bên Linh nữa thưa bạn. Vâng, sẽ là Muta bên Linh và Zerg Linh sẽ tiếp tục di chuyển. Chúng ta cùng nhìn qua upgrade một chút. Hiện nay Protoss chúng ta mới chỉ có upgrade warp gate này và với cả cộng 1 attack cho con đội thôi. Vâng, vâng, bây giờ là Muta. Vâng, Muta đang ở vị trí trong main bay thưa bạn. Vì tuy nhiên đã bắt đầu vòng ra vị trí bên ngoài rồi. Bên ngoài vâng không có unit nào phòng thủ cả. Protoss, vâng, Protoss đâu? Vâng, Protoss đang ở rất xa. Con đội của Protoss đang ở rất xa rồi. Mất rất nhiều và vâng, phải như là Berserker đã khá chần chừ khi việc chết bay. Anh em ta nên chết bay bây giờ với lượng quân như thế này thì Kinzua sẽ bị thua về số lượng quân mất. Vâng, tuy nhiên chúng ta thấy hiện nay supply của cả hai bên đang ngang nhau rồi. Berserker đang có nền kinh tế tốt hơn thì phải lượng không phải nền kinh tế tốt hơn mà là lượng tài nguyên đang có rất là nhiều. Với cấp 7 voi đây. Vâng, voi đây. Số voi đây anh ta phải chạy trước đàn Muta, tuy nhiên Muta rất ít, không phải sợ đâu. Vâng, Muta có Muta đã chơi xong được Massive Core rồi, bây giờ đã có Phoenix để hỗ trợ phòng thủ cho Voidray. Và bây giờ Stalker và tất cả quân đội của Protoss đã bắt đầu di chuyển rồi, đã bắt đầu vào đến vị trí phần đất của Zerg rồi. Và như nào đây, vâng, chúng ta thấy là hiện nay rất nhiều Zilord và Muta đang được móp ra thưa các bạn. Vâng, quân đội của Berserker đã tiến vào mỏ 3. Vâng, Fogfield chặn lại. Fogfield chặn Zergling rất là hiệu quả. Vâng, Zergling ở bên Linh lao vào không ăn thua. Vâng, vâng, tất cả bên Linh bị kẹt hết ở bên ngoài. Vâng, bây giờ bên Linh lao và được thì mất hết bên Linh rồi thưa bạn. Vâng, bên Linh số lượng không còn nhiều nữa rồi. Chúng ta cùng check bên Linh một chút. Hiện nay thì vâng, chỉ còn 19 giờ 15 giờ Zergling cùng với cả hai con Muta mà thôi. Vâng, không phải là một con số đáng để phụ thuộc của chúng ta phải quan tâm. Lại một đàn Stalker nữa đang được móp, đã được vào warp ra thưa bạn. Vâng, có vẻ mỏ 3 của Zerg sẽ bị mất rồi. Mỏ 3 của Zerg sẽ bị mất ở đây và thôi. Vâng, cái hatchery đang giảm giáo suất tậm tệ thưa bạn. Vâng, và bây giờ Zerg không có unit là phòng thủ cả. Bên Linh, Zerg Linh và Muta đang được đưa vị trí mỏ 2. Vâng, mỏ 2 hiện nay có rất ít unit để có thể là phòng thủ được. Vâng, bây giờ thì mỏ 3 bị phá vỡ rồi. Và mục tiêu tiếp theo chính là mỏ 2. Hiện nay Zerg của chúng ta đang bắt đầu ăn một cái vị trí mỏ 3 lại ở đây. Drone đã được đưa hết ra đây để mà ăn khai thác rồi. Và bây giờ, vâng, Protoss đang bắt đầu đưa quân đội của mình lên rồi. Đã có một pylon sắp sửa đặt xuống ở đây rồi. Protoss đang ở vị trí ngoài ram. Vâng, vẫn đang đứng ở trên cái vị trí creep này. Vâng, và bây giờ bên Linh đã tập trung ở đây rồi. Chúng ta thấy là 18 bên Linh.
vừa có 18 viên đi, trong khi đối thủ của anh ấy có vẫn còn vẫn còn một sentry. Hiện tay thì vâng, mỏ ba của Kizua đã bị phá rồi. Hiện nay Kizua chỉ còn hai mỏ thôi. Vâng, bên Linh lại lao vào. Vâng, bắn được Linh. Vâng, không ăn thua. Chúng ta thấy là bên Linh nổ không ăn thua thưa ông hạng. Vâng, Sucker như thế này thì bắn được Linh nổ không thua. Vâng, và Kizua đó là GG. GG rồi. Như vậy chúng ta đã biết ai là người thắng ở trong game đấu lần này. Game đấu lần này là chính là Berserker. Berserker sẽ cùng với người đồng đội của anh ấy đi vào bên trong. Bán kết sẽ diễn ra vào sáng mai thưa các bạn. Rất hay thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã có hai game thủ của SF sẽ là đi vào bên vào trong. Và SF Berserker, anh ấy sẽ gặp SF OC ở trong trận đấu tiếp theo. Và trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai. Và như vậy là tôi đã mất đến 200.000 thưa các bạn. Tôi đã mất đến 200.000 thưởng nóng cho cả hai game thủ đấy rồi. Tôi đang rất phấn chấn thưa các bạn. Cả hai game mặc dù mất tiền nhưng mà tôi đang rất là vui. Và chúng ta hãy chuẩn bị đến về trận đấu tiếp theo. Cặp đấu tiếp theo sẽ diễn ra trong một ít phút nữa thôi. Và bây giờ tôi sẽ chuyển khoản luôn cả NF Berserker để anh ấy có thể là chuẩn bị đến qua đón tôi để đi uống trà chanh ngay bây giờ thưa các bạn.